Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Du lịch Phú Quốc gặp khó, liệu tỉnh Kiên Giang có cứu được hay không? Ngày 14 tháng 10, báo tuổi trẻ đưa tin, Kiên Giang họp tìm cách cứu du lịch Phú Quốc. Báo tuổi trẻ cho hay, ngày 14 tháng 10, tại thành phố Phú Quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang có buổi làm việc với các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch địa phương, hội đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc, các hãng hàng không về cơ chế vé máy bay và giải pháp kích cầu du lịch Phú Quốc trong thời gian tới. Theo báo tuổi trẻ, du lịch Phú Quốc trong thời gian qua đã và đang gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt dịp lễ ngày 2 tháng 9 vừa qua, Phú Quốc chỉ đón khoảng 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ. Trong đó chỉ có 5.700 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú chỉ đạt 19.209 lượt giảm 38,6% và công suất phòng chỉ đạt khoảng 27%. Và đây là hình bài trên báo Tuổi Trẻ. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Lê Thị Hải Châu, Tổng Thư ký Hội Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc cho biết, năm 2023 này, doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch Phú Quốc đều bị thua lỗ, địa phương buồn một, doanh nghiệp buồn 10. Các hãng hàng không không cần bình ổn giá vé máy bay, còn doanh nghiệp sẽ có chính sách giá dịch vụ, phòng lưu trú phù hợp để khách đến Phú Quốc vui chơi thoải mái. Việc làm này, doanh nghiệp và các hãng hàng không cùng chia sẻ, cùng nhau kích cầu du lịch Phú Quốc vượt qua khó khăn, phát triển lâu dài. Bà Châu hy vọng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cần vào cuộc hỗ trợ, kết nối và đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương để phát triển du lịch địa phương. Đặc biệt, cần có cơ chế chính sách phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển du lịch Phú Quốc. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Nguyễn Bác Toán, Giám đốc Thương mại Công ty Cổ phần Hàng không Việt Giác cho biết, đơn vị sẵn sàng cùng doanh nghiệp làm du lịch ở địa phương kích cầu du lịch Phú Quốc. Đơn vị cũng mong muốn Phú Quốc cần có gói giá trị dịch vụ du lịch cụ thể, giá cả phù hợp, để thu hút khách đến chơi nhiều hơn trong thời gian tới, đặc biệt địa phương cần có chương trình sự kiện thu hút khách quốc tế đến Phú Quốc. Vẫn theo báo tuổi trẻ tường trình, ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó Chủ tịch thường trực hiệp hội du lịch Kiên Giang, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch Vina Phú Quốc bày tỏ: Khách du lịch đến Phú Quốc giảm thời gian qua có nhiều nguyên nhân như sau. Nhu cầu của khách hàng thích đi du lịch ở các điểm gần suy thoái kinh tế và có một phần chi phí giá vé máy bay cao. Và đây là hình một góc của đảo Phú Quốc hiện nay. Báo tuổi trẻ tường thuật lời ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, nhìn nhận rằng các nhà đầu tư, tập đoàn trong thời gian qua đầu tư rất nhiều để phát triển du lịch ở Phú Quốc. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023 đến nay, du lịch Phú Quốc gặp khó. Các chuyến bay, tàu, Hiện đến Phú Quốc đều vắng khách. Báo tuổi trẻ cũng dẫn lời ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, ghi nhận khó khăn của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch trong thời gian qua. Địa phương các sở ngành liên quan đều lắng nghe doanh nghiệp đề xuất gì để có sự phối hợp xúc tiến hiệu quả, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ khách tốt hơn. Không rõ sau cuộc họp này tỉnh Kiên Giang có tìm được giải pháp gì để cứu du lịch Phú Quốc hay không? Hơn nữa, nếu có tìm được giải pháp thì có áp dụng giải pháp đó vào thực tiễn hay không lại là vấn đề khác nữa. Bởi truyền thống của giới lãnh đạo Cộng sản, theo dân gian nhận định là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Ngoài ra, họ còn rất thích hợp hành để thể hiện họ rất tích cực, rất sốt sắng trong công tác. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó chỉ nằm trên giấy trong văn phòng của các cấp lãnh đạo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Du lịch Phú Quốc gặp khó, liệu tỉnh Kiên Giang có cứu được hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư chứng khoán online. Ngày 13 tháng 10, báo tuổi trẻ loan tin tưởng tiền đầu tư tăng thành 30 tỷ, ai ngờ mất gần 16 tỷ. Theo đó, một người đàn ông ở Hà Nội bị dẫn dụ tham gia đầu tư chứng khoán thông qua quỹ đầu tư CQ Việt Nam và bị lừa gần 16 tỷ đồng. Sau khi nhận thông báo lãi ảo lên đến hơn 30 tỷ vì để rút được tiền, thì khách hàng phải nộp thêm các khoản phí, thuế thu nhập. Báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 13 tháng 10, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhận được đơn trình báo của một số nạn nhân bị lừa tham gia đầu tư chứng khoán qua quỹ ảo từ CQ Việt Nam. Đáng chú ý, trong số người bị sập bẫy, lừa đầu tư chứng khoán, có nạn nhân mất đến gần 16 tỷ đồng. Và đây là hình bài trên báo tuổi trẻ, ngày 13 tháng 10. Theo cơ quan công an, anh H. trú tại Hà Nội trình báo rằng anh nhận được điện thoại lạ của một người phụ nữ mời tham gia quỹ đầu tư chứng khoán nhưng đã từ chối. Tuy nhiên, nghi phạm lừa đảo vẫn đề nghị kết bạn qua Zalo và sau đó mời anh hát vào nhóm chia sẻ giao lưu quỹ Shikul Capital Việt Nam. Vì tò mò đọc tin nhắn trong nhóm và theo dõi thấy các mã chứng khoán được tư vấn tăng tốt hiệu quả nên anh H đã tham gia. Anh được hướng dẫn cài app Smart SQV, mở tài khoản và nạp tiền chơi cổ phiếu. Số tiền anh H đầu tư chứng khoán mua cổ phiếu thông qua app này là 14 tỷ đồng và giá trị sau khi tăng ảo là hơn 30 tỷ đồng. Sau đó, anh H nhận được các thông báo tạm dừng từ chối mua tiếp, hoàn thành các thủ tục để rút tiền về. Tuy nhiên, để rút được tiền, anh H phải chuyển tiền phí quản lý lợi nhuận là 1,6 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân là 332 triệu đồng. Sau khi nộp tiền xong, anh H không liên lạc được với quỹ đầu tư chứng khoán nói trên. Lúc này nạn nhân mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Theo báo tuổi trẻ, công an Hà Nội cho biết thêm, cũng với chiêu lừa trên, một nạn nhân khác bị dụ dỗ đầu tư chứng khoán qua quỹ CQ Việt Nam. Người này đã giao dịch với tổng số tiền là 1,4 tỷ đồng, nhưng khi bán mã cổ phiếu, đã mua thì không thực hiện được. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, bị hại này đã đến cơ quan công an trình báo. Cũng với chiêu trò lừa đảo tương tự, báo tuổi trẻ ngày 3 tháng 3 cho biết, đầu tư chứng khoán bị lừa tiền bởi thầy online. Và đây là hình bài trên báo tuổi trẻ ngày 3 tháng 3. Theo đó, chỉ sau vài ngày tham gia lớp học chứng khoán online miễn phí, nhiều người cứ ngỡ là làm giàu không khó và sẽ lãi to khi đầu tư, nhưng cuối cùng lại bị mất trắng đến hàng tỷ đồng vì đầu tư theo thầy theo tìm hiểu của phóng viên báo Tuổi Trẻ, vào các nhóm Zalo có tên đào tạo chứng khoán, đầu tư chứng khoán 4.0, đầu tư chứng khoán thông minh, chiến lược đầu tư chứng khoán hiệu quả sẽ luôn thấy các thành viên sôi nổi thảo luận. Trưởng nhóm còn liên tục gửi thông báo, cổ phiếu hôm nay mua vào bây giờ, hãy bán ra toàn bộ, chốt lời ngay lập tức, khiến người chưa tham gia đầu tư cũng cảm thấy tò mò. Trong các nhóm cũng tràn ngập các tin nhắn khoe lời, khoe mua nhà, mua xe, ăn uống ở nhà hàng sang trọng, thậm chí vẫn theo báo tuổi trẻ để tăng niềm tin, những kẻ lừa đảo này còn mạo nhận là làm giả cả hợp đồng, giả khuôn dấu của công ty chứng khoán, khiến công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình phải gửi đơn trình báo đến cơ quan công an. Nhiều công ty chứng khoán khác cũng phát đi cảnh báo cho biết đã nhận được thông tin phản hồi của một số khách hàng về việc bị các tài khoản mạng xã hội mạo danh bằng cách tạo các website và ứng dụng giao dịch chứng khoán có tên và logo tương tự để lôi kéo khách hàng thực hiện các khoản đầu tư không hợp pháp nhằm chiếm đoạt tài sản. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin mất tiền tỷ vì bị lừa đầu tư chứng khoán online xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới